Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thu Trang Bồ Kết. Thì hiện tại cây bồ kết ghép ở trên vườn nhà em đang lên rất là đẹp rồi nhá. Thì cây đã khá là dài ngày rồi, phát triển khá là tốt rồi, từ 15 đến 20 phân rồi nhá. Mắt ghép trở lên là từ 15 đến 20 phân rồi, mắt đã thoát mầm được 15 đến 20 phân. Thì cây này về mọi người trồng lên thì phát triển rất là mạnh luôn. Hôm nay em đang đóng cây cho một bác ở trên Điện Biên nhé. Bác ở trên Điện Biên mà bác về đây đã về tận vườn nhà em để giao lưu. Đã cầm bên dưới cái mắt ghép nói vào lần. Nếu mà các bác mà mua tại vườn ấy, thì giá sẽ ưu đãi hơn và mọi người sẽ được chọn nhé. Mọi người thích cây nào thì chọn cây đấy. Còn nếu mà nhà em gửi đi thì nhà em phải mất cước, mất ship nên là sẽ giá sẽ đắt hơn, cao hơn. Mọi người là về vườn là vừa được chọn cây đẹp mà lại còn giá lại còn hợp lý hơn thế đâu. Đấy. Cây bồ kết này đã lên mầm rất là đẹp rồi. Bà con nào có nhu cầu muốn mua cây bồ kết ghép thì liên hệ với em ở số điện thoại dưới phần link mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh và cho em xin một follow nhé.